Xin chào các bạn, bé Ben tiếp tục clip xây bể bơi. Dọn cái bò nó đi, dọn cái đây này, dọn đây đi này, lấy cái tấm nó đi thì dễ con. Đây để con đây, các bạn cầm. Đây là cái bể của bé Ben xây khoảng tầm mấy chục phút nè, 15 phút rồi. Quay hai clip rồi mà mới được con nấy rồi các bạn. Ben hôm nay sẽ tự chơi và bạn đang thiết kế một cái bể bơi đựng nước. Đó, bạn thấy hình thù lên chưa? Hình chữ nhật rồi đấy. Con xây đó tiếp là đó để nước chảy vào đây đúng không? Để nước chảy vào đây đúng không? À. Và bạn này đăng ký kênh bé Ben nha, để ủng hộ bé Ben. Và kênh dạy cho bé yêu nha. Cái Ben này sẽ đăng trên hai kênh luôn. Clip của Ben sẽ được đăng trên kênh giải trí cho bé yêu nữa, kênh của chị gái của bé Ben đó. Chị gái bé Ben thì là chị gái lớn rồi, không quay nữa rồi, nên là Ben sẽ phụ trách luôn cái kênh đó. Và các clip này bố bé Ben sẽ đăng liên tục trên hai kênh, mỗi kênh một clip. Các bạn theo dõi cả hai kênh luôn nhá. Và đăng ký cho bé Ben để bé Ben kiếm được 1 triệu người đăng ký và được nút vàng. Đấy. Mẹ xin cảm ơn các bạn. Con xe con lấy lệch bên gạch đi, xây trùng gạch là nó đổ đấy. Cho bên gạch vào giữa đi. Để bác bảo cho này. Cái viên đây là nó phải nằm vào giữa này. Nó nằm chéo đi. Đấy. Đấy, bạn là tạo hồ bạn chơi giống như kiểu là thợ xây. Bác thợ xây. Góc bên ta đứng đây có đẹp hơn. Máy múc hôm nay không làm được gì cả nhà. Chỉ để đồ chơi làm hàng thôi các bạn. Chơi vui vậy thôi. Và cái máy này lúc nào cần là nó mới làm. Còn bạn Ben nó lại bạn xây thì bạn. Ủa chứ hắn xây nhiều nó phải nghỉ không? Hắn nóng quá. Đúng nào? Ủa chứ hắn nằm nhiều quá nhỉ? Đúng rồi. Nằm nhiều phải để cho nó nghỉ là. Nằm nhiều phải để cho máy xúc nghỉ ngơi đúng rồi đó. Chúc nó làm việc nó cũng mệt giống mình nha. Con nó còn mỏi chân chứ nói thì máy múc à. Thế à? Xem lấy vài đồ chơi của Ben bỏ ra đây nữa. Lấy xe gì được. Lấy xe cần cẩu. À ghế vô chỗ mẹ mà lấy. À, lấy cái xe xe gì được ta. Xe cần cẩu đi. Cẩu đi xem có làm gì không. Đứng sẵn đây để chờ bạn Ben. Đó. Bạn Ben để bạn Ben cần là các cái xe này đến giúp ngay. Đấy, ủi nằm đây lâu quá rồi mày ủi phải đi ra đây. Gài cho em con viên lên nữa con này. Còn một viên ở đây nữa. Ừ. Còn mấy viên ở trong đấy. Mấy viên đâu? Làm công trình rồi đó, máy móc nó phải đứng xung quanh như vậy. Công tác phòng. Xem bể bơi mà xây đến 3 clip này trên sau các bạn. Nửa clip thứ 3 đấy. 3 clip là khoảng tầm 38, 24, 25 phút. Gạch bỡ con ép lại nha. Ép viên lại nhé chưa. Ép viên kiểu gì vậy?
ghép hai viên vỡ lại với nhau để thành một viên lành. Viên lành với viên ghép á. Đúng rồi, nó là tách đôi ra đây. Có chỉ còn mấy cái viên rãnh rãnh á. Viên đâu? Mấy cái viên dính á. Mình nào tách ra thì ép lại là thành một đôi. Hai còn hai viên à? Ba lấy cái gạch bên kia đi. Còn mấy cái gạch đi tiện cất. Bên đâu? Bên kia. Bà phục vụ cho Ben đi bên chơi các bạn. Bên đây là nhà gạch nát thì con phải ép lại nha. Mua 200.000 gạch đây này mà nay mới quay này. 180.000 là trả. Đây. Cơ sở trồng cây, cơ sở trồng cây. Trồng cây. Trồng cây nuôi nuôi gà. Tôi trồng trồng cây bẩn lắm nha. Quay ra đây chứ con xoay quay trồng mông quá khán giả. Thì cái ghế để ngồi ngang là quay cho dễ. Quay mặt lại cái bể bơi đi. Quay mặt đang đây xoay cho dễ chứ quay nó xoay ra thì cái ghế lại đi để xoay. Quay cái ghế lại. Biết quay không? Quay đằng đây này để ngồi quay mặt đằng đây này xây này đó, còn bên kia mình thỏ tay mình lấy đây này, chuẩn bị đó, chuẩn bị là nước chảy vào đây được rồi đó. Ba chưa được chứ? Chưa, ba đã làm nào tí nữa, chắc đây còn lít thứ tư mới xong. Biết nó được rồi kệ nó thủng tí kệ. Ghép bôi lại là được con ạ. Khỏe cái chị mà khỏe lắm. Gấp đôi lại, gấp đôi lại. Công trình của Ben nó sắp xong một bể. Ơ không được, nó mỏng quá. Phải hai viên chập lại, hai nửa chập lại có thành một viên gạch. Rồi, gạch này là gạch nhựa các bạn ơi, gạch đồ chơi. Cái này như gạch của gạch, gạch thật thì nặng quá. Nặng quá không chơi được. Các bạn nhỏ khó chơi được. Các bạn mà thích chơi gạch thì bảo bố mẹ mua cái gạch đồ chơi bán được và hàng rất nhiều. Rồi đến thôi con. Ba lại bỏ nước đi à, chưa nhá. Xây kín đi, đổ chèn hồ lớn kín rồi. Xây kín hả? Hồ lớn kín đi thì mới chơi được chị. Ô con nằm được được con mới 3 tầng thôi nhỉ? Ừ, thì thấy xúc, con nằm mới 3 hồ. Tầng. Ở thấy cô giỏi không? Con làm được 3 tầng rồi đó. Xúc hồ xung quanh đi, bỏ lên. Chơi xong rồi cắt đồ chơi vô, không là để có đèn nắng hư đi nhá. Không, có mang, cái thấm che. Mang bì ra phủ che lại nhá. Chứ còn để nắng ngoài hôm là bay hết màu lại không còn màu đâu, gạch ra màu bạc. Cho nó giòn nó hư đi nhá chưa. Clip này cũng đủ thời gian dài các bạn, nên là bố bé Ben sẽ cắt ở đây, dừng ở đây. Và các bạn sẽ xem trên một trong hai kênh sẽ có clip tiếp theo. Kênh Bé Ben và kênh Giải Trí Cho Bé Yêu, các bạn xem trên hai kênh này nhá, để xem được hết đấy. Rồi bây giờ ba bé Ben, bố Ben sẽ tắt đi này để quay clip khác nhá. Ôi trời, Ben hát hơi nhiều thế. Hát hơi nhiều.